Dạ thưa bác, thông qua kênh chăm sóc sức khỏe, cháu được biết trước đây bác từng mắc bệnh thiếu máu cơ tim. Vậy trong quá trình bác bị bệnh như thế nào với các biểu hiện ra sao ạ? Bác là tự nhiên này, bác cũng đang đi làm này, bắt đầu nó đau. Nó lưng nó đau không lâu, khoảng chừng 5-6 phút thôi. Nó đau nó rát ngực, đau mà chắc bác ở trên giường nó bò rất rất bò nhiều. Bao giờ nghĩ tới cơn đau mà sợ. Rồi bác đi lên nhà thương bác khám thì về tới nhà bác xỉu hai lần á. Mà người ở ngoài đường người ta tưởng rất là say rượu. Nên nhiều người họ cũng vô thức lắm, họ không thấy họ đỡ. Nhưng mà thực tình là mình bị bệnh, mình bị ngất xỉu mà. Máu nó nhồi máu, bác tưởng là nó nhồi lên, bác thấy mặt mũi tối thui hết rồi, bắt đầu mình không biết gì nữa hết. Mà không biết là nằm trong bao lâu nữa, nó được mấy phút mới mà tôi bất tỉnh lại, nó là lùm cồm ngồi dậy. Về tới nhà, gần về tới nhà, cách nhà còn khoảng mấy trăm mét nữa là bác cũng xỉu rồi. Có nhiều về xuống bước xe là mệt, có nhiều nó nhói lên cơn đau, đau rát, giống như là quay bào kia mình đó. Mình thấy coi như mà trước mặt mình nó tối thui coi như là không nhìn thấy gì hết, là nó ngất đi rồi. Dạ vâng, vậy lúc đó bệnh viện kết luận bệnh của bác như thế nào ạ? Dạ thưa, nó bắt nhập viện. Nó bắt nhập viện liền gấp cấp mổ. Kêu là bây giờ thiếu máu cục bộ. Bệnh của bác như là rất nguy hiểm, có thể là nhồi máu cơ tim chết bất kỳ tử. Nhưng mà nói giờ mình kiểu giờ không có điều kiện, bây giờ làm sao giờ? Bây giờ phải đóng coi như là 80-100 triệu để mà mổ thì sao tiền sức tiền đâu, mình là dân lao động mà, mua thuốc có uống rồi nó cũng vậy à. Thôi bây giờ mình về nhà uống ngày nào hay không biết, như vậy là coi như là đời mình là hết rồi. Vâng, vậy vì sao mà bác biết đến sản phẩm Vương Tâm Thống này vậy ạ? Bắt đầu bác về bác lấy thuốc vào nhà thương, bác về uống xong rồi bác thấy, bác còn đọc trên báo vậy, bác thấy Vương Tâm Thống này bác mua về bác uống. Bác uống đâu cũng khá nhiều hộp, mấy chục hộp đó nha. Uống xong rồi bác thấy như là thấy nó không đau, rồi bác uống thêm ít hộp nữa, rồi bác không thấy nó đau nữa là bác ngưng cho giờ luôn. Coi như là nay cũng mấy năm rồi đó. Dạ, thế bây giờ sức khỏe của bác được cải thiện như thế nào rồi ạ? Bây giờ bác khỏe hơn trước nhiều lắm. Sáng là bác còn đi tập thể dục, đi cử tạ nữa mà. Bác một ngày cũng tập cũng khoảng cái đó cũng khoảng 30 ký đó. Thì bác ngủ sớm lắm. Có nhiều khi chiều về tối ăn cơm xong là cỡ 7 giờ. Có nhiều khi là bác ngủ rồi tự nhiên nằm chúng coi TV là nó ngủ rồi nào hay nữa. Bác dễ ngủ lắm. Vậy rồi bắt đầu ra ngoài vừa chạy xe. Trong thời gian mình chạy xe là mình bỏ ra tiếng tiếng hồ là mình tập. Tập ngày là cũng cỡ dừng tiếng hơn tiếng hồ vậy. À, bây giờ sức khỏe bác bây giờ bác khỏe hơn nhiều. Bây giờ thanh niên giờ nó nói đối bác chắc không ăn thua gì. Dạ vâng ạ. Cháu rất cảm ơn những lời chia sẻ của bác. Cháu chúc bác nhiều sức khỏe ạ. Cháu chào bác ạ.